Thưa quý vị, dưới tác động của không khí lạnh đẩy rãnh mây dông xuống miền Trung, trong đêm nay mưa dông sẽ xuất hiện ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Sang đến ngày mai, vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau đó chiều và tối mai thì đến Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, phần phía bắc của tỉnh Bình Định sẽ có mưa dông. Trong đó ở khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to, với tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng 30-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Không khí lạnh cuối mùa kèm theo những cơn mưa dông cũng làm cho nền nhiệt ngày mai ở miền Trung giảm đáng kể. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm còn 26-28 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 29-31 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng gián đoạn. Sau đó, chiều và tối mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có những cơn mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa tăng làm cho nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên giảm xuống còn 29-32 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn 32-34 độ, không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Trở ra với Bắc Bộ, trong đêm nay, các tỉnh thành phố khu vực phía Đông cơ bản hết mưa, trong khi ở khu vực phía Tây thì chỉ còn mưa rải rác. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh thành phố khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc giảm xuống còn 18-20 độ, trời chuyển rét nhẹ. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ còn khoảng 19-22 độ, trời lạnh. Sang đến ngày mai, miền Bắc sẽ đón ngày đầu tuần khô ráo, sáng trời lạnh khô, trưa và chiều mai Bắc Bộ trời hửng sáng. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ở mức 24-26 độ, trời mát mẻ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2-3 mét. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 khiến cho biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ cấp 4-5, từ chiều và tối mai cũng sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.